Mến chào quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay nhiều nơi ở Nam Bộ tiếp tục có mưa to, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp. Và từ ngày mai thưa quý vị thì mưa sẽ giảm dần, xuất hiện rải rác ở miền Tây Nam Bộ và ít điểm mưa to. Còn miền Đông Nam Bộ thì chỉ có mưa vài nơi và thời gian nắng trong ngày sẽ kéo dài hơn. Tiếp theo là về nhiệt độ. Chính vì tình hình mưa ít đi cho nên nhiệt độ ngày mai ở các thành phố thuộc miền Đông như là Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu sẽ tăng lên là 32 đến 33 độ. Trời nóng vào trưa và chiều. Còn tại thành phố Cần Thơ và các nơi khác ở miền Tây vẫn dịu mát 30 đến 31 độ. Mưa giảm nhưng vùng trũng thấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh chiều tối mai sẽ có nguy cơ ngập úng do triều cường lên cao. Vào khoảng 17 đến 18 giờ, mực nước tại hai trạm Nhà Bè và Phú An sẽ lên mức báo động 3. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển, vùng biển Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang tiếp tục cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Còn tại ngoài khơi, huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, mưa vài nơi, gió không quá cấp 4. Và với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.